Và ngươi mau thả ta ra, thả ta ra, tên cameraman kia. À, ta cũng đã bắt được ngươi rồi, đừng hòng ta thả ngươi ra. Rồi, mình tiếp tục đi nghiên cứu cái khác thôi nào. Rồi, nghiên cứu tiếp thôi nào. Cái gì đây? Có chuyện gì đây? Cái gì đây? Ê, dừng lại, dừng lại. Ủa hai chị ơi, ông kêu tôi qua đây làm gì vậy? Chụp hình kiểu Mỹ nè. Ủa trời ơi, các bạn có biết cái trend chụp hình kiểu Mỹ ở trên TikTok không? Hôm nay hai chị kêu mình là chụp hình giống y chang như vậy luôn nè. Được rồi, tôi đang cười đây chứ, chụp đi. Ê, sầu riêng đâu rồi, sầu riêng đâu rồi? Dạ, ê, anh Mát. Ủa, làm gì vậy anh Mát? Quay nè. Ủa, ở đâu ra cái máy chụp hình gì đâu đẹp quá vậy? Trời, anh mới lụm được cái máy chụp hình này xịn lắm luôn á. Đừng chụp vào cái hàng của hai chị, cái của anh mới xịn nè. Trời đất ơi, nhìn cái máy của Hai Chi với cái máy của anh Mát nó khác biệt nhiều lắm luôn á. Lo xin thông báo, hiện tại cameraman đã bị tiêu diệt, bị sát hại rồi. Thì bây giờ chúng tôi đang yêu cầu tất cả những người dân xung quanh, nếu ai bắt được kẻ giết người thì chúng tôi sẽ thưởng một cách hậu hĩnh. Cái gì vậy? Ủa anh, các bạn ơi, cái anh bạn đó hình như là anh bạn Loa hay sao đó. Các bạn có nghe anh bạn đó nói cái gì không? Cameraman nó bị sát hại sao? Ui, chuyện gì vậy trời? Ôi, anh bạn Loa ơi. Tôi nghe đây. Ủa, chuyện gì vậy Loa ơi? Nãy tôi nghe ông nói là cameraman bị sát hại là sao? Đúng vậy, cameraman đã bị giết rồi. Và mọi chuyện nó xảy ra ở cái phòng thí nghiệm SCP bên kia kìa. Mọi thứ trở nên ghê gớm lắm. Cậu qua đó coi thử đi. Tôi đi rao để tìm kẻ hung thủ tiếp đây. Ôi trời ơi, các bạn ơi, chuyện gì nữa xảy ra nữa vậy trời? Hôm bữa là vừa xuất hiện ra Skibidi thì Skibidi đã bị sát hại. Mình đã phát hiện ra rằng Skibidi đã lừa mình. Nhưng mà ngày hôm nay cameraman là một người anh hùng chính nghĩa lại bị sát hại. Các bạn ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thôi không được rồi, bây giờ mình coi thử cái coi. Thôi được rồi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã đến phòng thí nghiệm SCP rồi. Thôi không biết là bây giờ cameraman đang ở đâu nữa. Ôi trời ơi, các bạn ơi, mình đã thấy rồi. Đó là cameraman sao? Ôi trời ơi, các bạn hãy nhìn kìa, cái đầu của cameraman cũng mất tiêu luôn rồi. Sao lại máu nhiều quá vậy? Ôi, bây giờ mình phải làm sao đây các bạn ơi? Mình phải tìm cái đường thủ phạm ai là kẻ sát hại cameraman các bạn ơi. Tại vì anh ấy là một người quá tốt mà. Ai, bắt đầu từ đâu đây ta? Bắt đầu từ đâu đây? À, mình nhớ ra rồi. Cái kẻ là hù lớn nhất của cameraman đó chính là Skibidi Toilet. Nhưng mà bây giờ hắn ta đã bị nhốt rồi. Không được, bây giờ mình phải đi xuống dưới mình coi thử coi hắn ta như thế nào rồi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xuống tra khảo Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Người có biết gì cái vụ mà cameraman đã bị sát hại không? Cái gì? Tên nó bị sát hại rồi hả? Trời ơi, vui quá trời, vui luôn. Trời ơi, cuối cùng mày cái thằng đó cũng chết rồi. Trời ơi, mừng quá trời ơi. Tên nhà ngươi đã sát hại cameraman rồi đúng không? Mày bị điên hả? Tao bị nhốt trong này mà sao tao sát hại được? Tại vì ngươi là kẻ thù lớn nhất của anh này. Lỡ ngươi đã chui ra mà ngươi đã làm được rồi sao? Chui ra gì? Chui ra tao chạy luôn rồi chứ mày có bị ngu không vậy mày? Nè, nhìn nhà vậy nhìn đơn giản nè. Trời ơi, gần chết luôn. Ôi trời, trời ơi đất ơi, nhưng mà mình vẫn suy nghĩ là tới cái tên Skibidi Toilet này là người sát hại camera. Bây giờ ngươi mang nó thiệt đi, không thôi là ngươi sẽ phải trả giá đó. Đó là không có, là không có mà cãi hoài mệt quá, bị nhốt cái này mệt ơi. Mà bây giờ mình phải làm sao đây ta, khó tìm quá à. Tôi đã làm tính cho hắn, hắn không phải là kẻ sát hại đâu. Ủa? Tôi là người canh gác ở khu vực này nên tôi lúc nào cũng nhìn hắn, hắn không phải là người sát hại là cameraman đâu. Thì ra là vậy sao? Thôi được rồi, vậy thì bây giờ ta sẽ loại bỏ ngươi ra vụ này. Ai, vậy là mình đã loại bỏ được Skibidi ra khỏi chỗ này rồi. Vậy bây giờ mình phải tìm cái dấu vết ở đâu nữa đây các bạn ơi, khó quá đi à. Ừ, các bạn ơi, tự nhiên tôi thấy có cái gì đằng kia kìa đúng không? Ôi, một cái đường hầm bí mật ở đằng sau phòng thí nghiệm sao? Ôi, từ từ đọc cái này các coi, một cái lối đi bí mật thiệt luôn nè. Ôi, các bạn nhìn nè, ở đây nó có vết máu bên cameraman đó nè. Nó nói dài đằng kia kìa. Trời đất ơi, vậy là cái kẻ sát hại hắn ta không đi đường ở ngoài mà hắn ta đã đi đường này. Được rồi, bây giờ mình có thể đi theo cái đường này, mình có thể tìm được hắn ta các bạn ơi. Cuối cùng cũng sắp tìm được rồi. Nhìn lên. Ê, hình như là mình đã thấy được ánh sáng các bạn ơi. Gần xong rồi, gần ra được kia gọi là đường hầm này rồi. Nhìn lên, gần chút xíu rồi. Ui, ra rồi nè. Ủa, đây là đâu vậy? Ủa, nó dẫn ra một cái chỗ nào nữa vậy? Nó dẫn ra một ngôi làng sao các bạn? Ui, trời đất ơi, sao lại là một ngôi làng? Rồi bây giờ mình sẽ hỏi thử những người trong làng này coi, có ai trong làng này không ạ? Giọng ai vậy? Ủa, có ai trong làng này không? Ủa, sao đâu có ai đâu? Trời đất ơi, tại sao những người dân làng ở đây đều bị thương nặng như vậy? Ủa, bác dân làng ơi, đã có chuyện gì vậy bác? Ngày hôm qua
tôi thấy một cái sinh vật ghê gớm lắm, đang chui vô cái làng của tôi, đang giết hết tất cả mọi người rồi nè. Trời ơi, hay là tôi trốn kịp á. Không lẽ cái tên này hắn ta liên quan tới cái vụ án của anh cameraman sao các bạn? Ui, ở đằng đây cũng có nè. Ui, những vết máu. Ui, những vết máu này giống trong phòng thí nghiệm SCP vậy ta, hay là cũng là do một người các bạn ơi? Ui, nó đang dẫn mình tới chỗ nào vậy? Ui, nó dẫn tới bờ sông các bạn ơi. Đi mình lại đó mình xem coi. Ui, ủa khoan đã, cái tên này hắn ta sao thông minh quá vậy? Hắn ta đã đi xuống bờ sông này và cái dấu vết của hắn ta đã biến mất rồi. Trời ơi, vậy là mình vẫn chưa thấy đâu tìm được hắn ta các bạn à. Nhưng mà bác dân làng, hôm qua bác còn nhớ là cái tên đó hắn ta gọi là hình dáng ra sao hay là nó có cái gì đặc biệt không bác? Hắn ta ghê quá, tôi không dám nhìn, nhưng mà tôi vẫn nhớ được là hắn ta có cái màu đỏ đỏ với có mấy cái xúc tua đấy, ghê lắm. Cái gì, màu đỏ đỏ và có những cái xúc tua sao? Trời ơi, vậy là mình cũng không biết là ai rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, bác dân làng ơi, chia buồn cùng những người dân làng của bác nha bác. Cảm ơn cậu trai trẻ nhiều nha. Trời ơi, tôi sợ quá đi. Tình đó hắn ta càng ngày càng quá đáng rồi các bạn ơi. Mình không tìm được hắn ta thì chắc chắn hắn ta sẽ càng ngày càng đi sát hại thêm nhiều người đó. Nhức đầu quá, khó suy nghĩ quá đi à. Riêng ơi, sao Riêng ơi? Trời ơi, nãy bạn đang đứng đợi tự nhiên nghe thông báo gì đi mất tiêu à. Ê, đứng nhìn em đang quay coi, đừng cho anh quay coi. Quay gì nữa vậy anh, em đang nhức đầu anh, đừng có quay anh mát ơi. Ủa sao nhức đầu vụ gì vậy? Trời ơi, thì cái vụ mà cameraman bị... Ủa khoan, anh mát, Ủa, cái camera này anh lấy ở đâu ra vậy? Trời ơi, sáng đi dục rác, thấy nó trong bãi rác á, rồi lấy làm quay, thấy còn xài được nên cầm quay đi nè. Trời ơi, cười lên cái coi quay nè. Ôi quay nè, cái camera này là cái đầu của anh cameraman mà các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi anh ơi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái này là cái đầu của ông cameraman á. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, giờ em cầm đi, em nghiên cứu đi, anh đi về đây, tạm biệt. Trời ơi, các bạn ơi, cái người đã sát hại anh cameraman đã lấy cái đầu của anh ấy để mà đi đi quăng ở chỗ khác. Nhưng mà bây giờ mình có thể đi gắn lại, mình có thể kết nối lại cho anh cameraman thử xem coi có được không nghe các bạn. Được rồi, đi xuống đây thôi. Nhưng mà bây giờ mình không biết cách lắp ráp lại rồi các bạn ơi. Làm sao đây ta? Nhưng mà đúng rồi các bạn ơi, tự nhiên mình mới sực nhớ ra là cameraman có thể quay lại tất cả mọi thứ mà. Hay là mình có thể check lại những thước phim mà anh cameraman đã từng quay trong lúc mà anh ta đã làm thí nghiệm. Ui các bạn ơi, bây giờ mình đang gọi là trong những thước phim của anh cameraman kìa. Thả ta ra, đồ chết tiệt. Ta cũng đã bắt được ngươi rồi, giờ ngươi ở trong đó đi. Thì mình đi làm thí nghiệm tiếp thôi. Ồ, hình như là khúc này là anh cameraman đang đi làm thí nghiệm nè các bạn ơi. Ui, anh ấy đang gọi là hoạt động kìa. Ồ, cái gì vậy? Sao động đất ở đâu ra mà nhiều vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Ôi, cái gì? Con gì? Ôi, hắn ta đang bẻ cái camera của anh cameraman kìa các bạn ơi. Ôi, trời đất ơi, cái gì vậy? Cái con đó là con gì vậy? Ôi, hình như anh cameraman đã dừng hoạt động rồi. Trời ơi, các bạn ơi, mình đã xem được sự thật rồi các bạn ơi. Đó chính là một cái con gì đó. Nó có bồn cầu, nhưng mà nó cứ kiểu nó dây giống Skibidi, nhưng mà nó không phải là Skibidi. Nó màu đỏ rồi nó có xúc tua này kia, máu me kinh dị đó các bạn ơi. Cái con đó đâu ra vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên bắt đầu cái chỗ nghiên cứu này nó bắt đầu nó rung chuyển vậy. Là có tiếng động đất vậy trời. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chỗ gì mình... chết rồi các bạn ơi, cái tên này anh ta đã phát hiện ra mình rồi. Nhanh lên, mình phải làm cách nào bây giờ? Chết rồi, cái con quỷ Skibidi nó lên con gì vậy trời đất ơi? Không có ai ngăn cản nữa, anh ta lại chơi vậy, có ai không cứu tôi chơi? Nhanh lên, trời đất ơi, ôi nó đang đến gần vô mình kìa. Ôi, cái gì mà sáng tối liên tục vậy? Tên này anh ta đang biến trời sáng tối lên kìa các bạn ơi. Trời ơi, làm ơn tha cho tôi đi. Chết rồi, mình chưa lên đường cùng rồi các bạn ơi. Trời đất ơi. Cậu bé, để đó cho ta chạy đi. Ê, cho cậu chút xíu nè. Anh vừa mới làm cái gì vậy? Đây là cái chất hóa học mà có thể gọi là biến nhỏ những con quái vật lại để tránh trường hợp tụi nó đi phá thế giới á. Cái gì? Ôi các bạn ơi, mà bây giờ nó còn có chút xíu gì xíu luôn kìa. Mày sát hại anh cameraman à. Được rồi, cảm ơn em vì đã tìm được thủ phạm. Bây giờ anh sẽ đem nó về đây. Đeo lên. Cảm ơn chị đâu anh ơi. Tạm biệt em nha. Ok, tạm biệt anh. Ok các bạn ơi, mình đã tìm được thủ phạm anh là kẻ sát hại gọi là cameraman rồi. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video này. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày lành.